nó đo ra theo sổ đỏ đấy là đất nhà tôi đến đâu, nó cắm vạch cho là xong. Nó đo rồi thì bây giờ làm chỉ có cái đất đá thì thế nào, thảo mai cái tổ nó ta đơn đường giá nó ít nhất có cái công gì năm trăm mà chỉ mà kế cần cầu thì xin mà chỉ trả xe xa đi rồi đấy. Lót tay vào đấy. Hôm nay chuyển cho 1 triệu cũng được. Không, hôm nay không có đâu. Chắc nay là thứ mấy rồi? Nay 6 5. Đéo thứ 6. Tối chủ nhật. Đông Quang lại gọi lấy bột. Anh đây. 20 tất. Được nhiều không? Được nhiều không? Khoảng 200 không? Không có à? Không đủ à? 180. 150 không được à? Tôi phải đóng 20 tất ra nhá. Cắt đôi nỗi sầu, em buông tay cắt đôi nỗi sầu. Máy xã đông dân lịch đừng là các bạn cũng nhiều bạn lắm lịch với là gì mừng lạng mừng lan lao ba xã xuyên qua nhau thế nên là nghĩa phải mất đường rộng. Nhà này được cái đổ đất lắm thế. Có đất đấy cả. Nó mua luôn đi nhỉ. Đất chặt đổ phí.
chả biết đổ đất đi đâu. Chả có chỗ mà đổ. Chỗ nào mà hộ dân nào mà cho đổ thì nó cảm ơn quá. Gọi gì? Thả cánh bây giờ.